mình sẽ đi động. Bọn này khá là khỏe nhé. Mình sẽ đâm vào đầu nó cho nó chết đi. Ok. Đấy. Vừa đẹp. Ôi giời, hết mana. Thằng kia nó còn thời gian hồi nữa. Ây à, nó bị lag đấy các bạn. Đấy, mình đã bị lag. Mình sẽ đâm từ từ vậy. Đâm nhẹ, đâm nhẹ. Ok, một phát đâm mạnh. Nó hồi mana lên. Ok. Hello các bạn nhé. Hôm nay mình sẽ làm tiếp cái phần 2 của series chơi on này. Bởi vì cái phần bởi vì khi mà mình chơi bản on này thì cái chế độ của nó cũng khó hơn nhé các bạn. Thì mình có bảo cậu em là cậu ấy sẽ chơi cái cậu nâng lên một cấp độ khó để chơi cho nó hấp dẫn hơn. Thì mình vẫn làm cái phần phần chơi đơn của mình, nhưng mà bây giờ chắc là phải dành thời gian để chơi on đi, bởi vì là nếu mà không chơi thì một số anh em nó cũng cũng bị thọt đấy, có nghĩa là một số người ta mới vào người ta cũng khó, không được hỗ trợ thì người ta cũng thọt, thì mình cố gắng mình sẽ chơi đều đều on để có thể hỗ trợ những bạn nào bạn mới vào, và hai là cũng gọi là mình có ở cùng với một cậu em nữa, cậu ấy chính là cái cậu mà làm cái server này, thì cậu ấy thì nó không có thời gian. Thì thôi mình phải lo việc cho cả hai. Mình chỉ giao mỗi nhiệm vụ cho cậu đi nấu ăn thôi. Ok. Thì hôm nay hôm qua 14 rồi mà. Vừa đép xong thì có bạn Loki này, bạn ấy đã chơi lên đến đây 26 rồi. Thế tức là còn 2 ngày nữa. Đấy, còn 2 ngày nữa là lại đép vào loot mon. Đấy, cho nên mình phải tranh thủ. Như chưa tắt việc cây. Ok, thế mình phải chế ít tên nữa. Nói chung là mình đang thiếu lông chim, lông chiếc. Hôm qua thì mình có loot được một cái giống ngô sapper. Cái này thì để chế glue. Mà ăn một phát là tầm 20 máu luôn ạ. À, 20 phút luôn ạ, ngon luôn. Chưa cần nấu nướng gì nha các bạn. Để xem nào. Cái này sẽ chế được cái gì? Cái này sẽ chế được glue. Đấy. Cái này sẽ chế được rất nhiều thứ. Đấy. Nhưng mà mình sẽ để chế ấy thôi. Mình sẽ lấy giống. Nhưng mà một cây này không biết có làm được một giống không thì chưa biết. Nhưng mà thôi cứ tích tích lại các bạn. Đồ ăn thức uống thì mình cũng khá là đầy đủ. Cậu em cậu ấy chuyên đi săn thú ấy, cho nên là đồ ăn thức uống cũng không no. Đấy, các bạn nhìn. Thì mình sẽ có nhiều việc để mình làm việc khác hơn. Mình phải chỉnh sửa bay các thứ. Thì hôm qua mình cũng đã chế tạo được cái máy khoan rồi. Thì bây giờ mình phải đi kiếm thêm nguyên liệu. Tranh thủ làm một cái nhiệm vụ. Nói chung là cũng chơi ở bản này thì zoom nó khỏe hơn khá nhiều. Zoom đông và khỏe hơn khá nhiều. Thì ở trong cái game này thì nó có 5 độ khó, 5 cấp độ. Thì hiện tại là server đang chơi ở cấp độ thứ tư, nhưng vì đây là nó chơi chơi mod cho nên là nó cũng khó hơn rất nhiều so với cả chơi cơ bản nhé các bạn. Còn nếu mà để chơi cái chế độ khó nhất thì mình cảm thấy là một số anh em là sẽ không chơi được, cho nên là thôi để chế độ khó 4 thôi. Có gì còn người này người nọ, có người người ta chơi quen thì người ta chơi cấp độ 5 được, nhưng mà người ta chơi cấp độ 4 cũng không sao. Nhưng mà có nhiều người người ta chơi đến cấp độ 3 người ta đã thấy khó rồi mà mình lại cho lên đến 5 thì người ta không chơi nổi thì nó không hay. Mình muốn là ở cái server này gọi là server giao lưu toàn chơi anh em bạn bè thôi, thì là chơi ở cái cấp độ nó vừa phải. Thực ra cấp độ này đã là khó rồi chứ không có vừa phải đâu. Nói chung là mình chơi mình cũng phải cẩn thận, không cũng dễ chết đấy. Ok, mình sẽ đi làm cái nhiệm vụ này. Mai chắc mình phải đi tìm cái mỏ dầu. Ơ,
Cái nhiệm vụ này thì hơi khoai nha các bạn. Nhiệm vụ này giết mấy con gấu thì hơi khoai, cho nên mình sẽ hủy cái nhiệm vụ này đi, sẽ không làm được cái nhiệm vụ này nữa. Khi làm cái nhiệm vụ này là hơi căng đấy. Mình sẽ vào đây xem có loot được cái gì không. Có hai con gấu mà bắn rất là tốn đạn, mình nói chung là mình sẽ tiết kiệm đạn đi các bạn. Sẽ chơi bằng dao chính. Đấy. Sẽ chơi bằng. Ôi không không ấy được ạ. Hôm qua mình nút được con dao khá khỏe rồi, con dao cuối rồi. Cấp độ hơi thấp một tí nhưng mà nói chung là ok các bạn. Ai à, mình đi pha pha một ít ấy vậy. Tối thì đi cũng hơi nguy hiểm nhưng mà nói chung là không sao. Chứ để thời gian chết thì nó hơi phí. Mình ở nhà có khi con ma lữ lồn ra đi chưa chắc đã là không tốt. Nhưng mà nói chung bạn là bạn quen thì bạn hãy hãy đi tối, không thì đi tối nó cũng rất dễ chết. Mà bọn Zoom này thì nó chạy nhanh như ngày và đêm ấy mà, nó cũng không có vấn đề gì. À, loot được rồi nha. Có nghĩa là chắc là nó sẽ swap lại rồi. Ok, mình sẽ đi loot xem. Đấy, con Zoom này nó khá là nhiều máu. Nhưng mà mình cũng đang cần lên level cho nên là mình sẽ cố gắng mình giết. Ui, hơn 1.000 máu cơ ạ. Hơn 1.000 máu thì hơi khó. Mình bắn này cũng cùng lắm được 200-300 máu thôi. À, 500 máu luôn. Ok. Nói chung có con dao này thì giết sẽ dễ, các bạn nên chơi dao hơn là chơi các vũ khí khác. Thứ nhất là nó nhanh. Cầm dao chém là nó sẽ nhanh. Nó sẽ hơi nguy hiểm vì là nó ngắn nhưng mà nó cũng sẽ khá là ok nếu mà các bạn biết. Thì ở đây mình biết cái map này. Cái map này thì nó có. Đây mình sẽ ấy này. Map này thì nó sẽ có cái hòm đồ level 2. Thì mình tranh thủ mình giết mấy cái bọn Zoom này để mình tăng XP thôi. Ok. Làm xuống. Chủ yếu mình bắn để dụ nó ra đây thôi. Đấy, nó làm gì nó làm. Đêm hôm còn con kia nữa, con béo nữa. Làm xuống, làm xuống, làm xuống. Làm 500 máu mà mình bắn một phát vào đầu là khi chết. Mình sẽ giết con chó trước ở trong này. Trong này nó sẽ con chó. Ô, không thấy con chó đâu. Mình xử thằng kia thôi. Đấy, cứ lén nút. Thực ra chơi buổi tối cũng được. Ê, con chó đây này. Đấy. Ai bảo không có chó đâu. Con chó này nó ít máu thì mình sẽ giết nhanh thôi. Làm xuống. Mình bị lag hay sao ấy. Mình sẽ đem y này. À, 2 ping 24, ok. Cảm giác nó hơi bị lắc lác, hôm qua mạng của mình hơi kém. Đấy, có con béo kia là không được rồi. Ra đây, nó cứ nhổ nước bọt thôi. Thế mới căng. À đủ. Sẽ giết thằng này. Ok. Giờ. Con này nó nghìn máu cơ ạ. Mà nó hồi máu cũng khá là nhanh. Mình hơi bị lag nha các bạn. Mình phải farm chết thằng này không nào. Ây da. Đau quá. Mình bị nó tự sát ạ. Thế mới căng. Không bắn được phát vào đầu nó mà. Đấy, có điều zoom nó khá là khỏe rồi.
nó phá cũng khá là căng. Không sao, nói chung là cùng lắm là máu máu thì mình cũng còn khá khá, vẫn chơi được. Ok, sẽ vào trong cái nhà này xem còn con nào không. Tiên cứ đóng cái cửa vào đã. Trong đây thì cũng chỉ lút được mấy cái thứ linh tinh thôi, cũng không có gì cả. Em mình nó thích uống cà phê cho nên là mình sẽ lấy cà phê. Có cà phê thì lấy về cho em nó thích cà phê cà pháo. Đây lấy được một công thức nữa. À, một cái sách nữa. Chắc là con Zoom ở đây. Đấy. Tối mình nghe thấy tiếng động mà. Con này thì yếu. Đây thì có hai cái túi này. Ra lút luôn. Được một con dao cùi. Bây giờ mình cũng có thể farm xương, farm ít xương để mình chế tạo glue. Đây thì ở đây có hòm đồ, không biết đã lút chưa. À, nó đã ấy rồi nhá. Trước mình đã lút rồi nhưng bây giờ là nó đã quay lại rồi. Ok. Cái này dành cho robotics. Ok. Rồi. Bây giờ mình sẽ đi nút đồ chứ mình sẽ không giết nữa, thì mình sẽ đi đi vào các cái nhà mình nút vậy. Mình sẽ không làm quy mà mình phải đi nút đồ. Tranh thủ các bạn. Thì chỗ nào mình cũng sẽ làm một hai cái block đứng cho nó ở trên cao. Thực ra chỉ cần làm cái block này thôi. Đấy. Con sâu chờ này là con nó đứng ở ngoài map cho nên nó chỉ có 150 máu thôi, cũng không sợ lắm. Không đáng sợ lắm. Ok. Đây. Chỗ này hình như là một cái map 2 thì phải. Không nhớ nữa. Đấy, mình sẽ bắn chết thằng này. 500 máu ạ. Lăn xuống không chết nha. Ra đây. Nói chung là bọn Zoom này là nó chạy mắc nhanh rồi các bạn ạ. Nó chưa phải là chế độ khó nhất nhưng mà ai à. Căng 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 căng, mình đang bị quay. Nói chung là để nó đánh một hai phát thì không sao nhưng để nó đánh nhiều là mình bị thương ấy. Ok, thằng kia chạy đâu rồi? Ê. Ơ. Đây đây. Đây đây. Ơ. Thằng điên này. Thằng này bị say tỉnh các bạn. Mình sẽ xem lút được cái gì mình lút. Được 4 bình trà, khá ngon. Thức ăn chó mèo. Ở đây chắc chắn là có zoom rồi. Mình sẽ đặt một cái block ở đây để xử lý cho nó nhanh, cho nó an toàn hơn. Ok. Thêm được 10 viên đạn. Lấy cái ghế này về mình hủy đi để mình lấy da nhé. Không, ngon, có cái mực luôn, đỡ phải chế. Một cái mực mực này là chế là khá là mệt. Ngon luôn các bạn. Nói chung là bây giờ phải có thật nhiều nhiều đồ. Mình sẽ học thực thêm một class nữa. Mình hiện tại mình đã có hai học học được hai class rồi. À, học mới học được thêm một class, tổng là mình có hai class. Ok, mình sẽ loot thêm xem được cái gì không. Tranh thủ. Cấp độ mình lên 1, bây giờ mình sẽ tăng thêm một cái số điểm loot nữa. Ê, mình đã tăng được lên khá là nhiều rồi. Gần max rồi, 5 là max nhé. Thì cái điểm này của mình phải là 60 cơ, mình phải đi vặn xe để mình tăng lên được. Ok. Ở đây thì là ô à, cái này thì hơi yếu nhá, nó dễ vỡ lắm, nhưng mà trong cái thời gian đấy mình cũng có thể giết được bọn này rồi. Mình có tăng một skill về về đao pháp à, đấy
cho nên là nó cũng chơi nó đỡ tốn mana hơn, mà mình cũng cứ vẫn phải làm một cái gọi là chắc chắn hơn một tí. Nói chung là các bạn phải tùy cơ ứng biến. Bây giờ thì mình chỉ cần up lên gỗ thôi là cũng là ok rồi, nhưng mà đến lúc nó khỏe thì các bạn phải up thì cả up lên 5.000 máu luôn, chứ không phải là đây lấy được một cái giống ngô nữa, à một cái bắp ngô sống thôi. Mình farm thêm một ít này nữa để về có thể chế mốt chế miếc các thứ nó liên quan đến da. Đấy, cà phê cà pháo rồi. Chưa thấy con zoom đâu, nó cứ kêu kêu gào thôi chứ chưa biết nhá, chưa chưa thấy nữa. Mình sẽ lên đây mình xem. Úi giời, thì mình sẽ giết thằng này, sau đó mình phải đi nén nút các bạn. Thôi cứ ra đây cho an toàn. Cao bồi miền Tây ạ. Cao bồi miền Tây ạ. Vẫn cứ để nó đập cho một phát. Úi, nhưng mà bạn ấy cho mình một đống máu thì cũng không sao. Đấy, bạn cho thảo thế thì mình sẽ uống một ly trà. Đấy, máu đây, lấy hết đi. Đây, mình sẽ đi nén nút lên đây, bởi vì ở trên đây là có hàng. Đấy, có hai hàng. Thì cái hai hàng này thì mình nói chung là mình cũng đặt cái block ở đây thôi cho nó kẻo lỡ bắn nó không chết thì ra đây xử. 450 máu bắn phát vào đầu thì có tỷ lệ chết nhé. Chưa chết ạ. Mới có 200 máu thôi. Đây đây. Nằm xuống đấy, bắn cái thằng 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 này xa xa này. Toác sọ. Bắn một phát được 400 máu khá là ok. Đấy, cái giai đoạn này mình có thể chạy ra mình chém nó cũng được, nhưng thôi cứ để đảm an toàn là mình sẽ đứng ở đây. Còn 2 ngày nữa để kiếm đạn các bạn. Làm xuống ok. Thì mình cố gắng mình tăng cái điểm nút lên. Ui, có rung đỏ vãi chưởng ạ. À, không chơi được. Ok. Có rung đỏ thì không thể giết được nhé các bạn. Hỏng hỏng. Nút căng đấy. Có rung đỏ thì mình hiện tại mình chả có cái đồ gì để giết được nó cơ. Đấy mới là câu chuyện. Cho nên là loot khá là nguy hiểm đấy. Thôi mình sẽ cố gắng. Tí nữa mình sẽ đi quy. Còn bây giờ mình sẽ tranh thủ loot ở mấy cái nhà nhỏ nhỏ trước ạ. Đây. Loot trước ở cái nhà mấy nhà cái nhà nhỏ nhỏ này. Phá cái này luôn. Hello baby. Đấy, mình nút tạm trước ở đây các bạn. Rồi, cất con dao để lốt đi. Mình chỉ có mấy chục tên thì hơi yếu, nhưng mà mình sẽ đi qua cái vùng đất tuyết. Đây, nó ở đây thì nó cũng khá là nhiều các cái map nguy hiểm, nhưng mà mình sẽ sang bên đấy mình kiếm cái mỏ lít với cả mỏ 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 ly chát đấy. Ở đây thì có một cái nhà máy nước, à nhà nhà máy xăng. Đây hình như là có cái nhà máy xăng, thì mình vào đây mình lấy xăng cũng được nhé các bạn. Ở đây nó khá là đông zoom, cấp độ của nó là cấp độ level 3 đấy, nhưng mà mình chơi bằng bằng dao thì mình lén nút vào cũng được nhé. Mình chỉ áp được thế này thôi. Đấy. Thì mình sẽ đi cho nó động. Kiểu con Radian ấy. Có nhìn thấy không? Không nhìn thấy ạ. Thì mình sẽ đi động. Bọn này khá là khỏe nhé.
Mình sẽ đâm vào đầu nó cho nó chết đi. Ok. Đấy. Vừa đẹp. Ôi giời, hết mana. Thằng kia nó còn thời gian hồi nữa. Ây à, nó bị lag đấy các bạn. Đấy, mình đã bị lag. Mình sẽ đâm từ từ vậy. Đâm nhẹ, đâm nhẹ. Ok, một phát đâm mạnh. Nó hồi mana lên. Ok. Súng cùi được một cái xe. Thì ở đây nó cũng có loot được một ít xăng thôi. Đấy, được 200-300 xăng. Nói chung là trong lúc khó khăn thì loot được tí nào hay tí đấy. Tiện về chủ yếu mình vào mình loot nút cái hòm đồ nữa. Nếu mà ai đã chơi, mình xem mình chơi bản Nengashi thì mình vào đây mình loot xăng này. Ây à. Đấy. Đứng đây mà. Đâu à? Con này 800 máu. Ok. Rồi mình bản quốc bèn. Ok, lại được một cuốn sách nữa là khá là ngon rồi. Có thể mình thích thì mình tăng cái điểm nút này lên được để cho nó cộng nhiều như các bạn. Không tăng XF thì tăng điểm nút lên được. Đấy. Mình sẽ uống thêm một ly cà phê cho nó ấm bụng, cho nó hồi mana luôn đó. Cái ly cà phê này nó hồi mana khá là nhanh. Đây nữa, ngon quá. À, mình có thể mình farm một ít giấy nữa, bởi vì mình chế đạn shotgun mà, cho nên là mình sẽ farm ít giấy nữa. Cái block này mình bị chém, mình người chế chế cái dìu thôi, chứ còn nếu mình chế cái dìu mới thì mình sẽ chế được cấp độ 30. Thôi mình cứ cố farm vậy. Farm được thêm ít giấy. Mấy cả mình phải hủy cái đồng đô la đi. Để chế đạn shotgun, mình chỉ chế mỗi shotgun thôi mà. Đấy, ở đây lại còn có hàng ấy. Mục đích của mình là loot đồ, cho nên là cần thì giết mà không cần thì cũng không cần, không cần thiết. Mình sẽ tìm mấy cái hướng để có thể tẩu thoát. Hướng này ở dưới thì cũng khá là ổn áp, hoặc là có thể đứng lên trên đây cũng được. Đấy, nhảy lên đây. Nhưng bây giờ phá cái này mới làm mệt này. Phá cái này là phải ngồi xuống. Nói chung là đứng ở giữa đây thì ok hơn. Mấy con này thì yếu máu thì chắc bắn một phát là chết thôi. Ok, còn con nào mà sống dai thì đây. Cố. Sợ nó lại bị kẹt nó không lên. Ô. Thằng này khoai thế nhỉ. Không được các bạn, nó bị chặn rồi. Đấy. Úi giời, hỏng hỏng hỏng. Đấy, một đống ở trên, một đống ở dưới này. Thế cơ. Con này 500 máu.
chạy linh ta linh tinh, bây giờ hai ba thằng nó lại không ra đây nó đánh thế bố láo. Hai cái thằng này thích tự sướng rồi, bây giờ mình đánh hai thằng này nó cũng hơi khoai thôi. Phải giết chết một thằng thôi. Đấy, còn 100 máu. Đấy, ra đây đi. Ok. Không 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 giết nhanh là nó lại hồi đầy máu à. Là mệt. Rồi, ấy à. Nằm nằm xuống. Nằm xuống, đâm vào đầu nó trước. Nó choáng. Đánh hơi Rambo, hơi mất nhiều máu. Đấy, vẫn có thằng nó đang lạch cạch đấy. À, được một cái máy khoan xịn hơn. Cấp độ 39. Mấy cái này mình hủy hết đi thôi. Nó chỉ hơn chế gọi là độ bền thôi. Không quan trọng lắm. Thì ở đây chắc là mình phải xây. Sợ nó móc cái đường này thôi. Không sao. Cứ lút đi. Đấy. Một đống mốt. Cứ lút xong đi đã rồi tính sau các bạn. Đấy. Có hàng lên rồi. Và mình sẽ giải quyết cho mình khoan thật nhanh cái này. Zoom chiếc đâu không cần biết. Tầm này là thần tốc. Ok. Đấy, zoom ở ngoài ở kia kìa. Thôi chạy 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 chạy. Tẩu thoát thôi. Ok. Ra. Về. Bạn kia bạn đi bạn ấy thì mình sẽ đột nhập vào cái nhà sách này. Nó ghi là nhà sách nhưng mà mình hình như mình chưa vào cái nhà này bao giờ. Hoặc là vào rồi nhưng mà không nhớ. Bởi vì chơi cũng lâu rồi mình sẽ không đút cái xe này không nó ầm lên nó ú à cho là mệt. Mình sẽ đột nhập vào từ từ thôi. Đương nhiên là nhà nào thì cũng phải có ít nhất hai block. Với những cái nhà cao này phải phải nhiều hơn các bạn. Đấy, có zoom mà không biết nó ở đâu. Úi giời. Nhìn rất ngon. Bây giờ đang phải tìm con zoom. Không là đi vào động một cái là hơi mệt. Ui, đấy đấy, vừa nói xong. Đây mình sẽ cầm tạm cái này thôi để mình xỉa chết hai con này thôi. Cái này thì nó phá nhanh mà. Nhưng mà mình giết nó cũng cũng nhanh. Ok. Mũ này cùi, cái này cùi này mình hủy hết. Áo blue và liếc màu miếc này thì cũng tạm thời thôi. Mình cũng cần một ít màu mà. Ok, bây giờ mình sẽ vào. Trong đây thì cứ từ từ nhẹ nhàng thôi các bạn. Không có zoom đỏ là được rồi. Đừng có zoom đỏ chứ trong cái nhà này ít nhất cũng phải level 4. Ok, có con thằng đen đen đang nằm ở trên kia đây nữa. Có một con đỏ thì mình sẽ lùa nó ra thôi. Không có vấn đề gì cả. Thằng đỏ, thằng xanh. Đương nhiên là mình sẽ ra mình giết thằng này trước, sau đó mình sẽ ra kia. Không vội vàng các bạn. Rút đi. Một sách. Thì cái học cái chế tạo máu này cũng được, mình thích thì mình học không thì thôi. Cái này mình sẽ hủy, mình sẽ học cái chế tạo máu vậy. Không nút được cái gì. Đấy. Nên là các bạn chơi cái bản này, các bạn hạn chế xài súng thôi. Tấn công nó thật nhanh. Nếu mà các bạn xài súng thì nó kéo zoom ra là rất là mệt.
Đương nhiên là ai thích chơi kiểu gì cũng được, nhưng mà cách chơi của mình là sẽ lén nút, càng lén nút càng tốt các bạn. Nếu mà tình hình như này là mình sẽ học học đủ luôn đấy, một cái class mới nữa đấy, rất nhiều công thức rồi. Đây máy khoan này, súng chiếc này, nói chung là đi một chuyến này là về là mình ấm rồi, mình có thêm thêm một class nữa. Đây có một cái farming nữa, ngon luôn, tăng một skill hay sao. Đây chế tạo cung thì mình không cần, mình chơi bằng lọ rồi đấy. Ok, loot cũng lên level nha các bạn. Đây có hàng là mình tránh nó ra. Nói chung là không không quan trọng là phải giết zoom nhiều zoom, mà quan trọng là mình phải có nhiều đạn. Đấy lại bị nó nghe thấy tiếng rồi. Đây cho nó lên đây để cho nó bị chậm. Ai à, thôi lại phải ra đây thôi chứ không thể để nó quay được, cứ đâm đầu mà đâm thôi. Ok, kia có hai ba thằng, bọn nó khá thính. Đây có đào bản đồ kho báu thì các bạn có thể đào cũng được, nói chung là cũng sẽ có nhiều tiền tùy. Mình thì hiện tại bây giờ mình chưa có nhu cầu đào kho báu mà mình cần tìm mỏ. Đâu con zoom nó ở đâu, một phát hai phát. Con quai này 850 máu thì phải gọi nó ra đây thôi. Đấy, có các bạn survival thì phải. Ai dạ, con này nó cũng phát hiện ra mình đứng ở trong nhà, nằm xuống. Con quai đâu rồi? Ra đây. Hình như là có cả sư tử sư tiếc gì. Con quai vừa lấy mình bắn nó chạy mất đâu rồi? Mình sẽ nhảy lên trên cho nó an toàn, sau đó mình nút. Còn một con nữa thôi thì mình sẽ loot được hết cái tầng sách này là ok rồi, không có vấn đề gì cả. Đây đây đây, con quại cứng thế, cứng thế à. Rồi loot xong các bạn. Cái này là chuột xa chính gạo rồi. Sách công thức sách xiếc các thứ một đống. Đây thêm hai cuốn nữa. Úi giời, x2 luôn. Rồi ok, mình sẽ lên đây mình hủy đi những cái không cần thiết. Cái giày này stamina thì hồi chậm hơn, hơi ẩm. Rồi, cho nên mình cũng hủy. Mình sẽ ra đây mình giết con zoom này. Chết. Ok. Thôi thì coi như là ở đây là mình khá là hoàn thành nhiệm vụ rồi các bạn. Đây có thể mình sẽ mua cái này. Nó không mất gì cả. Cái này ăn được luôn nhé các bạn. Thì các bạn nên mua. Mấy cái này các bạn phải chế. Chế thì nó lại hơi mất thời gian, còn mình mua tạm cái đấy để đề phòng có đói thôi, nhưng mà đói làm sao được. Rồi lại làm một ly cà phê nữa cho nó ấm bụng. Nước mình đã mang hơi ít. Bây giờ là 16 giờ rồi. Đấy, cái câu chuyện là bây giờ phải đi kiếm hai cái mỏ. Thôi xách xiếc cái này là cũng đủ rồi. Mình đang có 120 sách này, học được thêm một class nữa luôn rồi các bạn. Đấy, cho nên là khá là ok. Mình có kiếm thêm tí mật ong mật điếc thôi, thì bây giờ mình sẽ đi đào min các bạn.
farm nốt cái này thì mình sẽ đi đào min, coi như là mình vào một cái nhà này là mình đủ học thêm một class rồi, không cần cái gì nữa, mình sẽ đi tạo đi tìm min nhé. Nhiệm vụ là đi tìm min và chế tạo đạ súng, à, chế tạo đạ. Đây thì mình sẽ tìm min ở cái khu này. Lúc nào rảnh mình sẽ quay lại đây một lần nữa. Thế thôi. Còn bây giờ cũng không cần ham quá nhiều sách nữa. Đây. À thực ra là ở cái nhà thứ năm này mà loot được thì ngon này. Mình đã mất công mình vào đây đây rồi. Ồ, ở đây là nó map nó mới hơn nhé các bạn. Đấy. Cái nhà này là nhà mới hơn. Nó là nhà level 5 thì phải, nhưng mà nghe chừng là nó mới hơn đấy. Mình sẽ up cái này lên. Ô kìa, nó lại phá ở đằng này, má. Hỏng hỏng hỏng. Rất nhiều con. Thế cơ. Rất. Không chết ạ. Không chết thì để nó phá cho. Đấy. Không chết thì ta lại đổi sang bên này thôi. Hay à, thằng ấy nó phá nhanh quá. Thằng quân Ami này nó phá khá là nhanh các bạn. Thôi không sao, mình sẽ nhìn thấy ngon quá mà không vào các bạn. Ê. Nhìn con thế này mà lại không vào thì hơi phí. Đây mình có thể mình xây ở góc này cũng được. Cho nó đập. Nó sẽ cứng cựa hơn đấy, làm ba cái đấy cho bọn này đập. Ai à, nhầm. Anh em mình phải mang một ít ấy đi để mình up nó lên 1.500 máu. Ở đây ghi một đống sách mà chưa thấy sách đâu. Sách đâu? Ăn đủ. Đây đây sách sách đây. Có một thằng Ami đây. Ồ. Một phát. Có mấy cái thằng kia cùi cùi thì không tính tiền rồi. Đấy mình sẽ. Nói chung là mình sẽ làm vài góc để mình có thể ấy được. Cứ lút lấy sách đi đã. Ok. Không được nhiều lắm thôi các bạn. Nhưng mà à, nút được cái giày giày xịn hơn một chút nhưng mà thôi. Cái áo này tăng tốc độ ấy hơn một tí. Thôi mình sẽ hủy, sau này mình sẽ chế sau. Ô sách sách thế thôi à? Chán nhỉ. Ở đây có coffee có phiếc. Cái này là mìn rồi. Không nhặt được. Ôi chỗ này là hết sách rồi các bạn. Nó ghi thì rõ là to là sách xiếc ấy, nhưng mà thôi. Mình về mình đỡ phải mất thời gian. Thôi anh đi về, chào các bạn nhé.
Thì ở đây cái bàn nó đã làm mới đi rồi, à cái nhà kia nó đã làm mới rồi nhá. Cái mà bình thường là trước là mình vào là nó rất nhiều sách ở ngoài luôn và nó nhiều room nó đứng cơ. Còn ở ở đây là cái map này thì là nó khá là mới. Ok, đi tìm mỏ thôi các bạn. Mình đang đói, mình sẽ ăn xuống xe ăn một chút đã. Hay mình sẽ đeo kính này vào, không cần nút nữa thì mình sẽ đeo kính vào. Ok. À, làm một thêm một ly nước nữa. Thanh niên nghèo giữa mùa đông, giá rét. Nói chung là mình có thể học farmer ở skill thứ ba. Tùy. Đây là có thuốc rồi, ok mình sẽ lấy đây cái mỏ thuốc luôn. Thì cái mỏ này thì mày nhìn nó là cái lọ này, mình cứ ghi chắc là mình phải giết cái con hổ này trước, à con sư tử này. Chứ để này đang 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 đào mà nó lại ra thì hơi hơi không không hay lắm. Một phát vào đầu ra đây, con này có khả năng nhảy nhá, nhưng mà mình là đao khách mà. Ô kìa, sao đấy không nhìn ra, không nhìn ra. Ô kìa, chạy chạy chạy. Chạy này, chạy này. Ok thì mình chỉ cần thêm cái mỏ mỏ lít thôi. Thì đào ở đây chắc cái tỷ lệ nó vẫn ra cái con ấy là khá nhiều, cái con ma lữ ấy. Ở đâu thì chắc chắn nó sẽ ra thôi. Đây là mình cứ đào rộng ra, gặp ma lữ thì chạy các bạn. Ok các bạn, bây giờ mình sẽ đi về. Đây sẽ đi về thôi. Xăng đầy bình rồi, đủ về mình sẽ đi vặn một ít ít xăng nữa để sang tìm, mình sẽ tìm cái vùng đất sa mạc để tìm cái mỏ dầu là xong. Còn hiện tại mình đã tìm được ba cái mỏ cơ bản để mình có thể chiến được rồi, chế được đạn. Thì mình bây giờ chỉ về chế đạn thôi, tranh thủ. Mình xin kết thúc video tại đây nhé. Nếu các bạn thấy hay thì hãy cho một like và một subscribe cho kênh để kênh phát triển tốt hơn nhé. Cảm ơn các bạn.